Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc vào chiều qua, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ chính quyền và nhân dân thị xã Hương Trà và huyện Phong Điền. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc mừng các địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đồng thời nhận mạnh năm 2023 có vai trò ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là năm tăng tốc tạo bước vọt phá trong phát triển kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng trong tiến trình thực hiện mục tiêu đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị. Chính vì vậy Chủ tịch Ủy ban nhân dân đề nghị các địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được phân đấu hoàn thành tặng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong đó cần tiếp tục nỗ lực bằng cả ý chí tinh thần trách nhiệm cao nhất để cùng với tập thể của cấp ủy chính quyền ra sức thi đua lao động phát triển sản xuất quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2023. Trở mắt trong thời gian trước, trong và sau tiền nguyên đảng, Chủ tịch tỉnh đề nghị các đơn vị cần quan tâm chăm lo tiền cho hộ nghèo, gia đình chính sách, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đảng quỷ mạo 2023, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào xuân để nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh.